Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn ba gián đấu rất hấp dẫn, hai kiện tướng quốc gia đại chiến Chu Tấn Hải và Phùng Quang Điệp. Trận đấu tại giải cờ đôi diễn ra ngày hôm qua 16 tháng 8 2022, và hai trận đấu của hai nữ kỳ thủ Việt Nam Đàm Thị Thùy Dung và Lê Thị Kim Loan. Mời các bạn thưởng thức biên bản gián 1 Chu Tấn Hải Phùng Quang Điệp. Sure. 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 Chichi. Sure. 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 Sure.
破事。Chúc 4 tấn 1. Nicker sai lầm quá lớn. Lập tức anh Phùng Quang Điệp đã dùng pháo chém mã, đang dùng song pháo dọ cục. Chơi đến đây do thời gian quá ít, cho nên Chu Tấn Hải đã chơi. Chúc 4 bình 3 ăn pháo. Và cũng là lúc Chu Tấn Hải đã bị rụng kim. Nếu như ở đây đổi lại không dùng chốt ăn pháo mà là dùng chốt ăn sĩ, chốt 4 tấn 1 chiếu tướng. Ở đây có hai lựa chọn. Nếu như ăn tướng ra, tướng 5 bình 6, thì lập tức bên đỏ sẽ tấn xe chiếu tướng. Ở đây pháo đen không thể thối về, nếu thối về sẽ mất xe, buộc tướng phải leo lên. Và bên đỏ có cơ hội thí xe. Tới đây với lực lượng hai pháo một mã, bên đen vẫn còn ưu thế. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn còn được kéo dài rất lâu. Mời các bạn xem lại diễn biến 2. Nếu như ở đây không ăn tướng ra mà lên tướng thì diễn biến cũng không khác gì mấy. Lập tức bên đỏ dùng xe ăn xe chiếu tướng, buộc bên đen phải ăn xe ra, và với lực lượng hai pháo một mã sẽ còn chiến đấu rất lâu dài. Một sai lầm quá lớn của Chu Tấn Hải khi đang ưu thế khá lớn để cho anh Điệp lật ngược thế cờ. Mời các bạn xem tiếp gián 2. Lê Thị Kim Loan, Đàm Thị Thị Dung. Số mất cờ chớp gián 5, tỷ số đang là 1.5, 2.5.
将军。吃鸡。吃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 。将军。再将。吃。
将军。再将。再将。将军，再将。再将。吃。将军。将军，吃。吃。将军。Pháo sáo thối một. Chơi đến đây thì Đàm Thị Thị Dung đã buông cờ nhận thua. Tỷ số được quân bình 2.5. Mời các bạn xem tiếp gián sáo.
吃。吃鸡。吃鸡。吃。吃。将军。吃。将军，将军。吃。将军。吃。将军，马8登7chiếu tướng buộc pháo đỏ phải ăn qua và với lực lượng C2 pháo
bên đỏ sẽ không thể nào chống đỡ được. Các bạn vừa thưởng thức 3 ván cờ rất hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.